Hey yo, chào mừng em đã quay trở lại với Review Dạo, mình là Tuấn Ngọc. Dual Aperture hay chúng ta còn gọi nôm na là tính năng thay đổi khẩu độ trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 và S9 Plus trong thời gian vừa rồi có lẽ là một trong những tính năng mà Samsung marketing cũng như là quảng bá nhiều nhất trên bộ đôi flagship này. Và trong video trước thì mình cũng đã phân tích cho các bạn khá là kỹ về cái tính năng này, cũng như là mình cũng có đề cập đến cái vấn đề là Samsung đưa khả năng này lên hai mẫu điện thoại này với cái mục đích cũng như là ý đồ gì. Và mặc dù video đó mình phân tích khá là kỹ lưỡng cũng như là đưa rất nhiều quan điểm cá nhân rồi là quan điểm người ngoài vào để phân tích cho các bạn, nhưng một vài bạn có lẽ là vẫn chưa hiểu ý của mình và có một vài comment với ý kiến khá là trái chiều. Và mình cũng nhận ra được rằng là có những bạn còn chưa hiểu được Dual Aperture cũng như là cái tính năng của chúng ta nôm na gọi là thay đổi khẩu độ trên chiếc điện thoại này thì nó sẽ mang lại những điều gì, những cái điều gì thật thiết thực cho người dùng, thì các bạn chưa hiểu điều đó thì trong video này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu thật kỹ lưỡng chi tiết lại một lần nữa. Và các bạn cứ coi như đây là một video phần 1 đi, còn cái video hôm nọ mình nói là phần 2. Đây sẽ là một video để các bạn có thể bổ trợ thêm một chút về cái những gì các bạn cần hiểu về tính năng Dual Aperture trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 và S9 Plus. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ một chút đó là khả năng cũng như là tính năng Dual Aperture có nghĩa là gì. Thì như mình nói ở trên rồi, chúng ta gọi nôm na đây là tính năng thay đổi khẩu độ trên camera của điện thoại. Thì vì sao nó gọi là Dual? Bởi vì nó chỉ có thể thay đổi giữa f2.4 và 1.5 mà thôi, chứ không phải là thay đổi từ f2.4 lên f2.0, 2.1 rồi 2.9 vân đến f1.5 được. Các bạn chỉ có hai khẩu độ ở đây mà thôi, nên là chúng ta gọi là Dual, có nghĩa là đôi đấy. Mình cũng muốn lưu ý với các bạn đó là chiếc S9 cũng như là S9 Plus không phải là hai chiếc điện thoại đầu tiên mà chúng ta có khả năng này, mà trước đấy thì Samsung cũng đã tích hợp nó lên chiếc W2018, chiếc điện thoại nắp gập mà giới thiệu ở thị trường Trung Quốc trong thời điểm vừa rồi. Còn chiếc S9 cũng như là S9 Plus thì chỉ là hai sản phẩm mà Samsung muốn công bố cái tính năng này ra cái thị trường toàn cầu mà thôi, có nghĩa là nó rộng rãi hơn cho người dùng có thể biết được ấy. Việc sử dụng tính năng này nó cũng rất là dễ thôi. Với chiếc điện thoại S9 và S9 Plus thì các bạn hoàn toàn có thể kích hoạt nó bằng cách là chúng ta có thể chụp trong cái chế độ tự động. Với chế độ Auto thì cảm biến sẽ tự động chọn cho các bạn nếu mà các bạn trong tùy môi trường. Trong môi trường thiếu sáng thì nó sẽ chọn f1.5, hoặc là trong môi trường đủ sáng cũng như thừa sáng thì nó sẽ chụp bằng cái khẩu f2.4, nghĩa là các bạn không cần phải can thiệp quá sâu vào, cái cảm biến nó sẽ tự động chọn cho các bạn có được bức ảnh tốt nhất. Còn ở trong cái chế độ chuyên nghiệp cũng như là cái chế độ mà chúng ta thường gọi là manual ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giữa hai khẩu bằng cái nút thay đổi này. Và các bạn có thể thấy là khi mình thay đổi từ f1.5 lên xuống f2.4 thì cái lá khẩu ở sau camera của chúng ta nó to ra nhỏ vào, nhìn rất là đáng yêu. Tóm lại, cái khả năng để các bạn có thể triệu hồi tính năng này lên khi mà các bạn chụp ảnh ấy, nó rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Chúng ta không cần có quá nhiều thao tác rườm rà mà các bạn vẫn có những bức ảnh tùy theo ý mình. Và để cho các bạn có thêm một chút những kiến thức, các bạn có thể phân biệt được những bức ảnh của f1.5 cũng như f2.4. Cùng với đó là cái việc mà Samsung đưa vào đây khả năng Dual Aperture để làm gì, thì sau đây chúng ta sẽ cùng xem một vài bức ảnh để các bạn có thể tự phân biệt được nhé. Với khẩu độ f1.5 thì chúng ta sẽ có cái lá khẩu mở rất là to và từ đó thì nó thu sáng rất là tốt, nên là trong những cái bức ảnh chụp thiếu sáng thì các bạn có thể thấy là cái bức ảnh chúng ta hoàn toàn không bị tối. Bên cạnh đó là cái ISO chúng ta không cần phải đẩy lên quá cao, thế nên là bức ảnh chúng ta hoàn toàn không bị noise. So sánh với khẩu độ f2.4 thì khi mà mình chụp trong cái môi trường nó thiếu sáng như này thì cái ISO đã đẩy lên khá là cao, nên là cái bức ảnh của bạn nó bị noise khá là nhiều. Thì nói nôm na lại là trong cái khẩu f1.5 ấy, thì các bạn sẽ có được những cái bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng rất là tốt mà f2.4 không thể làm được. Nhưng mà nó cũng dẫn đến một cái hệ lụy, đó là khi mà khẩu độ các bạn mở càng to, có nghĩa là cái giá trị f càng nhỏ, các bạn chụp ở ngoài trời ấy, thì cái lượng ánh sáng thu vào cảm biến khá là lớn, nó sẽ làm cho bức ảnh của các bạn bị cháy khá là nhiều. Các bạn có thể thấy cái bức ảnh mình show ra ở đây thì cái ngôi nhà mình chụp ở trên cao cao này với khẩu f1.5 thì nó bị cháy, các bạn hoàn toàn hầu như là không thể thấy được cái tòa nhà đó như thế nào, bởi vì là cái lượng ánh sáng đi vào quá nhiều khiến cho ảnh bị cháy. Còn với khẩu f2.4 thì các bạn có thể thấy ảnh của mình ấy thì chi tiết nó lên nhiều hơn, ánh sáng nó dịu hơn khá là nhiều. Thêm vào nữa thì chúng ta đều biết là với khẩu độ f1.5 nó xóa phông rất là tốt, nhất là trong cái trường hợp mà các bạn chụp macro. Các bạn có thể thấy là trên cái bức ảnh với khẩu f1.5 ấy thì cái background đằng sau nó xóa đi rất là mờ, giúp cho các bạn có được những bức ảnh chụp xóa phông rất là ảo diệu. Nói tóm lại, như mình đã chia sẻ với các bạn ở video lần trước, thì với việc trang bị camera có khẩu độ f2.4 thay đổi lên f1.5, hay chúng ta còn gọi là tính năng Dual Aperture, sẽ giúp cho Samsung trở nên khác biệt và dẫn đầu trong xu hướng camera ở thời điểm hiện tại. Và theo mình nghĩ là Samsung trong thời điểm hiện tại cũng như là tương lai sẽ là người đi tiên phong trong cái việc là cách mạng camera ở trên chiếc smartphone chúng ta.
cái sự khác biệt nó không quá nhiều, nhưng mà việc chúng ta trang bị lên đây tính năng Dual Aperture sẽ giúp cho Samsung có được một cái nền tảng vững chắc để sau này chúng ta sẽ có được những cái camera trên điện thoại với khả năng thay đổi tốc độ thậm chí còn tốt hơn như thế này rất nhiều. Và cuối cùng, với cái khẩu hiệu là The Camera thì mình nghĩ là Samsung đã khẳng định một lần nữa cái vị thế cũng như là những cái xu hướng trong tương lai của họ, đó chính là camera sẽ là yếu tố quyết định để chúng ta có thể lựa chọn smartphone trong thời gian tương lai. Vậy thì anh em nào đang yêu thích cái khả năng là Dual Aperture thay đổi khẩu độ của chiếc camera trên S9 và S9 Plus thì đừng quên truy cập vào link mình để ở dưới đây. Ở 7S thì hiện tại đang có khá là nhiều màu mè, mẫu mã, vân vân, rất nhiều tầm giá cho anh em lựa chọn với chiếc S9 và S9 Plus. Các bạn đừng quên tham khảo nhé. Và câu hỏi tiếp theo mình đưa vào trong video này, các bạn có thể tìm được giải đáp ở trong video dưới đây, đó là thực sự thì Samsung đưa tính năng Dual Aperture lên S9 và S9 Plus để làm gì? Thì các bạn cũng hãy bấm vào video dưới đây nhé. Anh nào thích video đừng quên bấm like, subscribe cho kênh của Review Dạo cũng như là bấm chuông để chúng ta có được những thông báo mới nhất của những video chúng ta ra trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Thì các bạn cũng hãy bấm vào video dưới đây nhé. Còn nếu